Đây là cái phiếu mà khu phố phát cho anh em trong cái tổ khu phố 11 để đi test lại lần thứ ba. Cái này là test lần thứ ba. Hôm bữa thì mình mỗi gia đình là một người thôi, nhưng mà bữa nay thì là mỗi gia đình là hai người. Như vậy là bữa nay là mình với bà xã cùng đi. Nguyên nhân lý do thì nói chung là mình cũng không rõ lắm, nhưng mà mình nghĩ rằng là coi như là cũng mong muốn rằng là qua cái test này thì đừng có vướng vào cái dương tính, để củng cố lại cái niềm vui cuộc sống cho gia đình và cho toàn xã hội. Đó là một cái điều ai cũng mong muốn. Thôi để chiều nay mình đi rồi mình hỏi thêm cái nội dung ra sao. Giờ là 2:20 rồi. Bây giờ là mình phải đi test lần thứ ba, test lần cuối cùng. Chào các bạn nha. Ở đây nha, xô. Đi vô con. Đi chưa? Chưa hả? Mình sợ đi kêu phiền phức nữa. Buổi sáng thì trời râm, nhưng mà chiều con bây giờ là 2:30 rồi, trời bây giờ nắng quá trời luôn. Bây giờ bà con là xếp hàng ngồi theo ghế để chờ. Đây là toàn cảnh test lần thứ ba, nơi sinh sống nhàn nhãn luôn á. Đây là toàn cảnh test lần ba. Đó. Anh tổ trưởng khu phố nè, anh đang đứng đang nói đó. Một xe này là đội gác chốt, lúc nào cũng trực tuyến. Đó, bên đó là tổ khác nha. Cái này là tổ của anh Hải nè, đó tổ anh Hải, vợ anh Hải ngồi đây nè. Trời ơi, quay trời. Bà con đứng xếp hàng, đây là tổ. Cái này là tổ khác nè, còn ở bên kia nữa, bên chỗ cái cây gì, cây đa, cây đề, cây bàn gì bên kia là tổ khác nữa nè. Bây giờ đứng ngoài nắng, bây giờ là mình được vô mát rồi. Có em này là xuất sắc nhất nè, lần 4 rồi, F0 rồi, xuất sắc nhất. Nghiêm chỉnh chấp hành nè. Rồi sắc trùng, hỏi vô cái khuôn viên này là sắc trùng hết. Nhưng mà tí lên đây mới phải phát. Rồi sắc trùng luôn. Chị có phải sắc nhát không? Rồi chào chú chị áo trắng. Ai dạ. Còn các em nó còn ghi chứ nó bắn sang người kia rồi mà đó. Test lần 2 không biết là có phải là em chiến sĩ này không. Bây giờ test lần 3. Quay cái ông này để lên hình ông đó nè. Rồi ok. Rồi hai. Cho anh gửi giấy. Không, con không lấy giấy. Chú giữ đi. Hả? Con không lấy giấy, chú giữ đi. Chú rồi, chú. Không lấy giấy đi. Ủa.
À, không có lấy giấy ha. Lấy đi, anh mua cho thằng. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị. Rồi, xong rồi bà con. Còn vẫn còn dịch, vẫn còn già thì vẫn phải test cộng đồng nhiều lần. À, như vậy bây giờ test như vậy là bao thời gian bao lâu nữa? Dạ, cái này ở trên phường. Không, nhưng mà theo em biết thì nếu mà căng thì khoảng 3 đến 5 ngày test một lần. À vậy ha, cứ test thì liên tục như vậy ha. Rồi, cảm ơn nha. Rồi giữ rồi, đi về, chị đi về đi. Rồi, chị bình tâm đi về. Rồi. Đó, các chiến sĩ áo trắng làm rất giỏi, ngày đêm song pha nơi những nơi mà coi như là chống dịch như thế này. À, đây là cái công viên, công viên mới của kênh đào. À, mình sẽ ghi lại cái hình ảnh toàn cảnh đây các bạn, toàn cảnh. Bây giờ đang chê lều trại thêm, quá đông. Thôi giờ mình chào các bạn nha. Anh Chui, tổ trưởng. Anh Chui hả? Nó 31 là giải thể mà bữa nay là 31 rồi. Bây giờ cố gắng làm sao rồi, đang phấn đấu tới ngày 6 tháng 9 nên mà không biết được. Rồi, cố gắng. Tôi đã Ebola là Covid nó chạy rồi. Đây là toàn cảnh này. À vậy ha. Bây giờ nó bung ở trên hàm ruộng Bắc, hàm ruộng Nam. Rồi, cái đó là mấy cái đó là coi như là nó chạy về mà chứ đâu có phải là không. Ở đây. Nó đi chợ phải không? Cho đi chợ phải không? Anh đừng có phát biểu đi chợ nữa. Mấy cái gạo anh lấy chưa? Ủa, còn mấy cái gạo nữa mà. Ủa? Anh lấy thanh long không hả? Không có lấy gạo hả? Thôi gạo để tôi lấy cũng được, không sao hết. Thôi đi về. Để đâu bác khác lấy. Rồi anh đưa cái đó, vậy là mỗi người có một cái bị thanh long này nè, bị thanh long này là bị thanh long giải cứu nè, cho bà con trồng thanh long đó. Chứ không là không được, để bò ăn thì sốt á. Rồi thôi anh em mình cứ nhận vậy đi. Rồi thôi bây giờ tôi chào anh nha, tôi đi về. Rồi bye bye. Rồi có gì ra ngồi dịch mình gặp. Mở cửa ra. Lần thứ ba rồi. Rồi tới nhà rồi. Xu đâu rồi xu? Mở cửa. Xu đâu rồi?